Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gần 2 ngày sau các vụ tấn công liên tiếp tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, giới chức nước này vẫn đang gấp rút tiến hành các đợt truy quét khủng bố lớn trên khắp cả nước để loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn. Cùng với đó, cảnh sát Tây Ban Nha cũng công bố thêm danh tính 3 đối tượng tình nghi trong loạt vụ tấn công khủng bố, đồng thời cho biết những kẻ tấn công đang âm mưu tiến hành một vụ khủng bố quy mô lớn hơn. Theo lực lượng cảnh sát vùng Catalonia của Tây Ban Nha, 3 nghi phạm mới xác định đều là công dân Maroc, bao gồm Musa Okabia, 17 tuổi, Said Ala, 18 tuổi và Mohamed Hishami, 24 tuổi. Tới thời điểm hiện tại, cảnh sát xác định có 12 nghi can trong loạt vụ tấn công, bao gồm 5 kẻ đã bị tiêu diệt, 4 phần tử bị bắt giữ và 3 đối tượng xác định được danh tính, song đang lẩn trốn. Nhà chức trách cho rằng 2 trong số 3 người này có khả năng đã tử vong trong vụ nổ đêm 16 tháng 8 tại một ngôi nhà ở Ancana, cách Barcelona khoảng 200 km về phía nam. Xảy ra chỉ vài giờ trước vụ lao xe vào đám đông ở Barcelona, vụ việc tại Ancana ban đầu được cho là một vụ nổ khí ga. Tuy nhiên, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra thành các vụ tấn công được lên kế hoạch sau khi phát hiện chất nổ tại ngôi nhà này. Cơ quan chức năng cho rằng vụ nổ có liên quan tới loạt vụ tấn công ngày 17 tháng 8 và rằng những kẻ tấn công đã chuẩn bị chất nổ để tiến hành một vụ tấn công quy mô lớn hơn, có thể là đánh bom xe. Tuy nhiên, số nguyên liệu mà nhóm này định dùng đã phát nổ và những đối tượng trên phải hành động theo cách thô sơ hơn so với dự định. Cho đến nay, số người bị thương trong vụ đâm xe tải tại thị trấn Cambrils đã tăng lên 7 người, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Số người thiệt mạng trong vụ đâm xe tại phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở Barcelona là 13 người và số người bị thương là hơn 100 người. Con số thương vong trong vụ Barcelona có thể còn tăng do có nhiều bị thương nặng. Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận 26 công dân nước này nằm trong số những người bị thương do vụ tấn công ở thành phố Barcelona. Trong số đó, ít nhất 17 người đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Pháp cũng khuyến cáo các công dân Pháp đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cần thận trọng. Chúng tôi đã liên hệ và khuyến cáo công dân Pháp đang sống ở du lịch nước ngoài cần thận trọng. Chúng tôi cũng đã thông tin cho họ chi tiết để liên hệ với cơ quan ngoại giao Pháp ở nước ngoài để nhận được sự trợ giúp và khuyến cáo họ hãy liên hệ với người thân để người thân biết được họ đi đâu và làm gì. Để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công tại Tây Ban Nha và bày tỏ tình đoàn kết với đất nước của xứ sở bò tót, nhiều biểu tượng của thế giới như Trung tâm Thương mại New York ở Mỹ, Tháp Eiffel ở Pháp đã thực hiện tắt đèn hoặc chiếu đèn sáng có hình quốc kỳ Tây Ban Nha. Ngay sau khi xảy ra loạt vụ tấn công tại Barcelona, cổ phiếu của các công ty du lịch châu Âu đã đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 18 tháng 8. Vụ khủng bố ở Barcelona đã đánh dấu sự kết thúc 13 năm bình yên ở Tây Ban Nha. Khoảng thời gian nước này không phải chịu các cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là 13 năm qua, những kẻ khủng bố không muốn ra tay ở Tây Ban Nha. Trên thực tế, những năm gần đây, tổ chức Hồi giáo IS đã thay đổi phương thức tấn công sang kiểu xóa đơn độc, xúi dục những tín đồ cực đoan hành động một mình để gây ra những thiệt hại về người lớn nhất. Do đó, Barcelona, thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, với 10 triệu du khách đổ về mỗi năm, là một đích nhắm có thể dự đoán trước. Theo các chuyên gia an ninh, vụ khủng bố tại Barcelona tuy rất khó ngăn chặn, nhưng là một hành động có thể dự báo trước. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 2015 đến nay, chính quyền Tây Ban Nha luôn duy trì một mức cảnh báo an ninh cao trên cả nước, ở mức 4/5, tức luôn nhận định khả năng Tây Ban Nha sẽ là nạn nhân tiếp theo của các nhóm khủng bố, sau các nước lớn tại châu Âu như Pháp, Đức, Anh hay Bỉ. Nguyên nhân là vì trong gần 2 năm qua, cùng với các thất bại trên chiến trường ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã thay đổi phương thức tấn công khi kêu gọi mọi tín đồ cực đoan dùng mọi phương tiện có thể để gây ra thiệt hại nhân mạng. Mục tiêu mà IS nhắm đến luôn là các địa điểm có tính biểu tượng cao tại các nước, nhằm qua đó gây tiếng vang và trả thù cho các thất bại trên chiến trường. Vì thế, sau các vụ khủng bố tại Nice, Berlin hay London, kịch bản về một vụ đâm xe vào du khách tại một địa điểm du lịch nổi tiếng đã được dự đoán nhiều khả năng xảy ra với Tây Ban Nha, một trong những quốc gia nằm trong liên minh quân sự chống IS tại Syria và cũng là đất nước thu hút du khách nhiều thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Pháp. Và Barcelona chính là thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, mỗi năm đón gần 10 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đây là điều mà chắc chắn, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Một thành phố thu hút cực kỳ đông khách du lịch mà khủng bố không nhắm tới thì mới là điều lạ. Dù có bố trí lực lượng an ninh dày đặc đến đâu thì những nguy cơ như thế này khó mà phát hiện hết được. Một nguyên nhân khác có thể khiến Barcelona trở thành mục tiêu bị tấn công, đó là vì chính bản thân Barcelona và vùng Catalan lại là nơi tồn tại nhiều mạng lưới cực đoan nhất tại Tây Ban Nha. Các mạng lưới này có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức tội phạm gốc Bắc Phi, vốn thống trị tại Barcelona.
Mới nhất, hôm 25 tháng 4 năm 2017, chính tại Barcelona, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 9 người do có tình nghi liên quan đến vụ nổ bom khủng bố vào tháng 3 năm 2016 tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Châu Âu lâu nay nổi tiếng với các điểm du lịch thế giới, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Chính vì thế, vụ tấn công ở Barcelona đã làm gia tăng mối lo về bất ổn an ninh, vốn đang trong tình trạng mong manh tại lục địa già. Để ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ khủng bố tương tự ở Tây Ban Nha, nhiều nước châu Âu ngay lập tức triển khai những biện pháp an ninh mạnh tay. Vụ việc mới xảy ra tại Tây Ban Nha một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về lỗ hổng an ninh tại châu Âu, cùng những nguy cơ từ các đối tượng cực đoan được các tổ chức kiểu IS huấn luyện thành phần tử khủng bố, cách thức dùng phương tiện giao thông mà kẻ tấn công khủng bố ở Barcelona áp dụng, tương tự như vụ khủng bố tại thành phố Nice, Pháp, hay tại hội chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức hồi năm ngoái, và mới đây nhất là vụ tấn công gần tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London ngày 22 tháng 3. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp nội các về vấn đề an ninh hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, một trong những mối quan tâm chính của châu Âu hiện nay là cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là IS. Theo nghiên cứu trình bày tại cuộc họp Hội đồng châu Âu gần đây nhất, thì vấn đề ưu tiên hiện nay của châu Âu là chống khủng bố. Điều này được minh chứng sau các vụ tấn công tại Paris, Nice, London, Berlin cách đây không lâu. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc phân loại thông tin tình báo và theo dõi cũng như trừng trị những kẻ phạm tội để tránh lặp lại một thảm kịch đau lòng như vụ tấn công tại Barcelona. Để ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ tấn công khủng bố tương tự trong tương lai, nhiều quốc gia châu Âu ngay lập tức triển khai những biện pháp mạnh tay hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb thông báo, an ninh đã được thắt chặt tại biên giới Pháp-Tây Ban Nha trong bối cảnh một nghi can trong vụ khủng bố ở Barcelona vẫn đang lẩn trốn. Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp của Ủy ban Phân tích Chiến lược chống khủng bố cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Italia Marco Minniti cho hay nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại một số địa điểm nhạy cảm và những khu vực người dân thường tụ tập. Lực lượng an ninh Italia sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra đối với những xe ô tô cho thuê tự lái và bất cứ chiếc xe tải nào lưu thông ở khu vực trung tâm thủ đô. Trên thực tế, châu Âu đã không còn được coi là mảnh đất bình yên từ sau loạt vụ khủng bố tại Pháp năm 2015 và loạt vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Bruxelles của Bỉ hồi tháng 3 năm 2016. Giới phân tích cho rằng, song song với những biện pháp chống khủng bố truyền thống như là tiêu diệt các lực lượng khủng bố, điều tra nhằm ngăn chặn âm mưu khủng bố, các quốc gia châu Âu cần phải khắc phục những yếu kém trong chính sách an ninh và đập tan tư tưởng cực đoan đang có dấu hiệu xâm nhập vào một bộ phận người dân châu Âu. Có như vậy thì mới có thể mang lại sự ổn định và an toàn cho lục địa già. Thưa quý vị và các bạn, 5 ngày trôi qua, kể từ sau trận lũ lụt và lở đất khiến cho 400 người thiệt mạng và hơn 600 người mất tích, quốc gia Tây Phi Sierra Leone đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong khi đó, người dân ở khu vực bị ảnh hưởng đang trải qua những ngày bất an vì lo sợ một thảm họa tương tự sẽ lặp lại. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình thiên tai ở Sierra Leone sẽ là nội dung tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Thủ đô Freetown của Sierra Leone, 5 ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp hôm 14 tháng 8. Chính quyền địa phương đã thành lập 6 khu lều tạm để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con số khiêm tốn này không thể đáp ứng đủ nhu cầu của 3.000 người dân bỗng nhiên trở thành người vô gia cư. Chúng tôi không có nơi để ngủ bởi vì đây là trường học. Chúng tôi chỉ ở tạm ở đây thôi. Trường học sắp khai giảng rồi và chúng tôi phải tìm một nơi khác. Chúng tôi lại chẳng có nơi nào để đi. Chính phủ Sierra Leone cho biết họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về người vô gia cư, vượt quá khả năng kiểm soát của quốc gia Tây Phi khi hàng nghìn người dân khác đang tìm cách rời đi do lo sợ thảm họa lặp lại. Ở đây, bây giờ không còn chỗ an toàn nữa. Chúng tôi buộc phải rời đi. Chính phủ cũng yêu cầu chúng tôi đi sơ tán. Không chỉ trốn ở, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cơ bản cũng là thứ mà đoàn người này đang cần tới. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc này chính là chỗ ở và chúng tôi cần chăn màn, chúng tôi cũng cần đệm nữa. Chúng tôi cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa, đặc biệt là thực phẩm cho những đứa trẻ này. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Quốc tế cảnh báo, hiện còn hơn 3.000 nạn nhân vẫn chưa được bố trí nơi ăn ở do thiếu phương tiện, trang thiết bị cần thiết do nạn nhân đang tăng quá nhanh. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Hãy nhìn những ngôi nhà này đi, những chỗ đó chất đầy tử thi. Trong khi thảm họa khiến những người sống sót khốn khổ, ngay tại thời điểm này, chúng tôi không có quần áo để mặc, không có nơi để ngủ, không có nước để uống.
Vụ lở đất xảy ra ở ngoại vi thủ đô Freetown của Sierra Leone cuốn trôi nhiều nhà cửa và khiến cho người dân hoảng loạn. Tổng thống Sierra Leone cho biết chính phủ đã phối hợp với các đối tác thiết lập một trung tâm xử lý khủng hoảng để điều phối các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, là quốc gia nghèo nhất châu Phi lại thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Trận lũ lụt và lở đất khủng khiếp nhất 20 năm qua thực sự gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cho Sierra Leone. Cùng lúc đó, thì nỗi lo bệnh dịch cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân vùng thảm họa. Nhà xác bệnh viện côn nát ở thủ đô Freetown những ngày qua vẫn đông nghịt người tới để nhận dạng thi thể người thân theo yêu cầu của chính phủ. Không chỉ người nhà tới nhận dạng người thân, nhà xác này cũng đang trong tình trạng quá tải trước số tử thi lên tới 400 người. Sáng nay, tôi lại đến đây để tìm con gái. Người ta hỏi tôi rằng tôi muốn tự chôn cất cháu hay để chính phủ làm. Tôi quyết định nhờ tới chính phủ, bởi với tình trạng này của tôi lúc này, tôi chẳng thể lo cho con bé một chiếc áo quan tử tế được. Đối với những gia đình không thể tìm thấy người thân, do nhiều thi thể nạn nhân đã bị phân hủy tới mức không thể nhận diện, chính phủ Sierra Leone tuyên bố sẽ tiến hành chôn cất cho tất cả các nạn nhân. Việc chôn cất đã được tiến hành tại nghĩa trang từng chôn cất nạn nhân của đại dịch Ebola trong các năm 2014-2015. Và công tác mai táng dành cho 400 nạn nhân đang gây áp lực rất lớn cho Sierra Leone. Và đây là ưu tiên hàng đầu của quốc gia Tây Phi, bởi các thi thể đang trong quá trình phân hủy và nếu để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của cộng đồng dân cư. Ngoài áp lực chôn cất nạn nhân, lực lượng quân sự và dân sự của Sierra Leone cũng phải chạy đua với thời gian khi tìm kiếm hơn 600 người vẫn đang mất tích. Cho tới nay, tại Freetown đã xuất hiện một số trường hợp nghi là bệnh tả. Cùng lúc đó, dịch sốt rét cũng đang rình rập tại khu vực này do nhiều người trong số hàng nghìn người vô gia cư ngủ không có màn chống muỗi. Lũ lụt đã tạo ra môi trường sinh sản thuận lợi cho muỗi và cũng là môi trường thuận lợi để bệnh sốt rét cũng như các vật trung gian truyền bệnh phát triển. Cùng lúc, các thương tổn về tâm lý cũng là vấn đề đối với những người bị mất nhà cửa và người thân. Cho tới nay, nhiều người chỉ trích chính phủ không rút kinh nghiệm từ các trận thiên tai trước đây trên địa bàn Freetown, nơi nhiều vùng dân nghèo nằm ven biển và thiếu hệ thống thoát nước. Việc xây dựng tràn lan, thiếu quy hoạch ở các vùng đồi núi cũng là nguyên nhân gây thương vong lớn trong các trận lở đất. Văn phòng Tổng thống Ernest Bacoroma tuyên bố sẽ dành 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất ở ngoại ô thủ đô Freetown hôm 14 tháng 8. Theo đó, quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Và trong thời gian này, cả nước Sierra Leone sẽ treo cờ rủ. Người dân cũng dành một phút mặc niệm vào lúc 12 giờ ngày 15 tháng 8 và ngày 18 tháng 8 để tưởng nhớ khoảng 400 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa vừa qua. Chính phủ Sierra Leone tuyên bố sẽ sát cánh cùng với người dân vùng thảm họa. Cùng lúc, quốc gia nghèo nhất châu Phi cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Sierra Leone Ernest Bacoroma ngày 16 tháng 8 cho biết ông đã quyết định sử dụng luật trợ giúp quân đội dành cho cộng đồng dân sự, đồng thời nâng mức cấp độ đe dọa an ninh lên mức 3 nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp tiềm tàng. Ông Koroma cũng xác nhận toàn bộ cộng đồng dân cư ở khu vực Freetown hầu như đã bị xóa sổ và hiện chính phủ Sierra Leone đang tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm các thi thể và cứu hộ nạn nhân trong vụ lũ lụt và lở đất kinh hoàng này. Chính phủ cũng đã mở các trung tâm ứng phó khẩn cấp để cứu chữa và ổn định tạm thời cuộc sống cho khoảng 5.000 nạn nhân của thiên tai. Cùng lúc, Tổng thống Ernest Bacoroma cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà hảo tâm thế giới hỗ trợ khẩn cấp những nạn nhân và khôi phục sự tàn phá nghiêm trọng của thiên tai vừa xảy ra tại quốc gia châu Phi này. Theo các nhà quan sát tại chỗ, hiện Anh, Israel và một số quốc gia châu Phi đã và đang gửi hàng viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ cho quốc gia Tây Phi. Cùng lúc đó, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến những gia đình nạn nhân, chính phủ và nhân dân Sierra Leone và cam kết Liên minh châu Phi đứng bên cạnh Sierra Leone trong thời điểm khó khăn này. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà hảo tâm và các nước châu Phi giúp đỡ và viện trợ khẩn cấp cho những nạn nhân ở quốc gia Tây Phi đang gặp rất nhiều khó khăn này. Mỗi năm, Sierra Leone phải hứng chịu mưa gió đến 6 tháng mỗi năm. Cùng lúc đó, lở đất và lũ lụt cũng không phải là chuyện hiếm ở quốc gia này. Tuy nhiên, suốt 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Sierra Leone ghi nhận số người tử vong vì thiên tai nhiều đến như vậy. Nguyên nhân được cho là ngoại ô thủ đô Freetown gần với mực nước biển, trong khi quy hoạch đô thị lại yếu kém. Ngoài ra, một nguyên nhân khác được khiến cho khu vực Tây Phi thường xuyên xảy ra lũ lụt, đó là tình trạng chặt phá rừng bừa bãi và tràn lan.
Như vậy có thể thấy rằng nắng mưa đúng là việc của trời. Thế nhưng nếu như con người chủ động hơn trước thiên tai thì chắc chắn thiệt hại sẽ được hạn chế. Tới đây, thời lượng dành cho Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.